vị và các bạn thân mến, kỷ nguyên số và Internet đã đem đến cho người dùng rất nhiều những trải nghiệm mới. Hiện nay, các doanh nghiệp và người tiêu dùng không chỉ lựa chọn kênh phân phối hàng hóa truyền thống như là chợ hay là siêu thị, mà giờ đây họ còn có thể mua hàng trực tuyến mọi lúc mọi nơi thông qua app ADSMP. App bán hàng này thì quý vị chỉ cần có một yêu cầu duy nhất, đó chính là smartphone của mình kết nối Internet. Lần đầu tiên tại Việt Nam, doanh nghiệp và người bán hàng có thể trải nghiệm dịch vụ mua và bán không cần vốn. Thay vào đó là quý vị chỉ cần like, share, comment clip và tích điểm là đã có thể có trong tay một sản phẩm chất lượng của doanh nghiệp đó rồi. Và tôi tin rằng đây sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Với mục tiêu thỏa mãn các nhu cầu nghe, đọc, xem, tương tác của người dùng hiện đại thì app ADSMP có hai ưu điểm chính. Một là các clip quảng cáo với các sản phẩm vô cùng chất lượng và ấn tượng và đã được kiểm định bởi các cơ quan ban ngành. Và chúng tôi tự hào với đội ngũ quản trị app vô cùng giàu kinh nghiệm, nhiệt tình để có thể giúp quý vị khách hàng hỗ trợ kết nối để quý vị có thể sử dụng app một cách dễ dàng và tiện lợi hơn. Người dùng có thể tải app ADSMP tại các chợ ứng dụng được tích hợp sẵn trên các thiết bị thông minh có sử dụng hệ điều hành tương thích và với rất nhiều các sản phẩm đến từ rất nhiều các lĩnh vực khác nhau, tôi tin sẽ tạo nên một cuộc cách mạng và thay đổi hoàn toàn thói quen của người tiêu dùng và tất nhiên sẽ tạo nên một giá trị đích thực. Dùng app ADSMP giao diện thuận tiện. Dùng app ADSMP nội dung phong phú. Dùng app ADSMP nhanh chóng thuận tiện. Công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Minh Phúc với thương hiệu app ADSMP tọa lạc tại địa chỉ BT2O3, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội. Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Minh Phúc cung cấp đến khách hàng các nhóm dịch vụ chính, tư vấn chiến lược doanh nghiệp, thương mại quốc tế, truyền thông quảng cáo, đào tạo và cung ứng các dịch vụ về công nghệ thông tin. Nhận thấy mô hình kinh doanh theo hình thức tiếp thị liên kết đã phát triển mạnh trên thế giới như Grab, Airbnb đã, đang và sẽ là xu hướng tất yếu trong kỷ nguyên công nghệ số 4.0. Công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Minh Phúc phát triển ứng dụng trao đổi hàng hóa ADSMP được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI và những xu thế vượt trội về mô hình kinh doanh tiếp thị liên kết hay còn gọi là Affiliate Marketing, kết hợp giữa online và offline. Ngoài lĩnh vực truyền thông và quảng cáo, các lĩnh vực hoạt động trong ngành chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, kinh doanh đầu tư bất động sản cũng là lĩnh vực kinh doanh chính của công ty chúng tôi. Đến với công ty chúng tôi, quý khách hàng, quý đối tác sẽ hoàn toàn yên tâm, tin tưởng vào các dịch vụ, các sản phẩm của công ty chúng tôi. Đúng với phương châm Media Group, nơi gửi chọn niềm tin. Tại app ADSMP, người dùng có thể trở thành thành viên hoàn toàn miễn phí thông qua trải nghiệm các clip quảng cáo sản phẩm bằng cách like, share, comment thông qua từng đơn hàng khi giao dịch thành công. Ngoài ra, người dùng có thể nâng cao quyền lợi của mình bằng hình thức trở thành đại lý kinh doanh trên app ADSMP tại 64 tỉnh thành. Chúng tôi tin tưởng rằng với ứng dụng quảng cáo của Minh Phúc Media sẽ mang đến giải pháp quảng cáo hiệu quả, tiết kiệm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. So với cách thức bán hàng truyền thống, các doanh nghiệp là đại lý độc quyền của app ADSMP sẽ không phải mất nhiều thời gian đi kết nối các cơ sở phân phối hay phí thuê địa điểm hàng tháng hoặc phí trung gian. Các sản phẩm chất lượng được bán trực tiếp tới tay người tiêu dùng nhanh nhất với giá thành hợp lý nhất. Để mà có điều kiện mà bỏ ra để thời gian và tiền bạc để các kênh quảng cáo là chúng tôi không có. Mà đây là kịp thời mà hầu như là quảng cáo tất cả trên các mạng mà tất cả bạn bè Lam Châu trên thế giới biết được sản phẩm của mình. Mà nhất là về nông nghiệp sạch và tôi mong muốn là cả thế giới biết được cái nền nông nghiệp sạch của Việt Nam. Thì hy vọng Việt Nam chúng ta với giàu được mà qua cái kênh này là chúng tôi rất tiện lợi. Thứ nhất là về kinh phí, thứ hai là về thời gian. Và cái thứ ba để đi tìm mặt bằng là chúng tôi không phải mất thời gian về cái đó.
tôi rất hạnh phúc và tôi rất vui khi được hợp tác với Minh Phúc. Với giải pháp công nghệ và đề án của công ty chúng tôi hiện nay đã đem lại lợi ích cho 5 bên trên phương diện hợp tác và phát triển. Đó là đem lại lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội, cho khách hàng, cho doanh nghiệp và cho công ty. Vậy nên công ty chúng tôi đã chuẩn bị và đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn để đáp ứng nhu cầu khách hàng, đồng thời triển khai và phát triển rộng khắp trên cả nước. Phát triển công nghệ là bước đột phá trong tương lai, phục vụ khách hàng là vinh dự của chúng tôi. Chỉ cần một cú chạm tay vào app ADSMP, tất cả điều mà khách hàng cần sẽ hiện ra ngay trong vòng 1 giây. Thông qua app mobile ADSMP, doanh nghiệp có thể gửi đến người dùng những thông tin khuyến mãi, cập nhật sản phẩm mới, phiếu mua sắm hay tích điểm để họ chú ý nhiều hơn. Bên cạnh đó, ứng dụng còn cho phép doanh nghiệp quản lý phân nhóm khách hàng, ghi nhận lịch sử giao dịch một cách dễ dàng. Điều này giúp cho các doanh nghiệp có thể theo dõi hành vi của người dùng, từ đó có chiến lược marketing hay quảng cáo khuyến mãi tập trung chính xác vào khách hàng tiềm năng. Nếu muốn chiếm lĩnh thị trường tiêu dùng, hãy tải app ADSMP ngay hôm nay. Minh Phúc Media Group, nơi gửi chọn niềm tin.